Mày con khá đẹp anh nhá. Nhờ ngoại hình của mày, các cạnh của mày đẹp. Mà có xước lông mèo một chút anh nhé. Cái này thì không hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng của máy. Máy đã qua sử dụng nên là có xước mẹ một chút ạ. Nhưng mà anh để vào thì sẽ không thấy đâu ạ. Kiểu mình để xuống dưới bóng đèn thì mới thấy được. Em test tiếng cho mình. Để đấy, để đi chị. Nào con này khá là to đấy. Ủa 256 đấy.